người ta mất của cải, tiền bạc đã xót cả ruột gan. Nhưng người phụ nữ này còn mất đi cả ruột già, máu mủ. Còn chị là Trần Thị Huế, sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội đã bị thiêu cháy. Trong suốt 5 giờ đồng hồ, chị Ngô Thị Tuyết chỉ biết ngóng tin con. Vụ cháy được dập tắt lúc 10 giờ sáng, nhưng cho tới 15 giờ 30 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng công an địa phương mới xuống hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến 16 giờ, thi thể của nạn nhân được tìm thấy. Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đống Đa, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã thừa nhận sai sót trong sự việc đau lòng này. Xét về cái việc mà để sót không tìm kiếm nạn nhân ấy, thì nó có cái việc đầu tiên ấy, là lực lượng nắm tình hình. Hôm nay thì trong nội bộ thôi thì bọn mình cũng phê bình rất là nghiêm túc cái việc này. Nhưng theo Thượng tá Lâm, trong vụ cháy này, nếu có người mắc kẹt lại trong phòng thì khả năng sống sót là rất thấp. Thượng tá Lâm cũng đưa ra nhiều nguyên nhân lý giải sơ suất tìm kiếm nạn nhân. Cái hiện trường lúc đó là cái nhà đấy là nhà cháy nặng nhất, cháy cả tầng 1 tầng 2 là cái sàn gỗ đổ sập, mái tôn thì thủng cũng sập xuống. Và cái góc này là cái góc chết, không có đường xuống, và cả là cái góc khuất thì nó lại lúc ấy nó lại sập xuống, và cái chỗ là chỗ cháy mạnh nhất, nó sập cả mái xuống rồi. Thì bạn nói là kiểm tra sơ bộ ở góc đấy mà cũng không nghĩ là có người ở góc đấy, thế nên là kiểm tra không hết. Thì lúc quay ra mới báo là không có ai ở trong cái cả. Khu nhà bị cháy là xưởng gia công cơ khí với diện tích khoảng 20m2, tầng 2 chia làm nhiều phòng để cho thuê. Sáng nay mùng 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Ba Đình và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để làm các công tác khám nghiệm,